Thưa quý vị và các bạn, hơn 7 năm công tác trong ngành công an, Thượng úy Phan Đức Lộc, cảnh sát khu vực công an thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân và được nhân dân tin yêu ủng hộ. Không chỉ giỏi về chuyên môn, Thượng úy Phan Đức Lộc còn được biết đến là một nhà văn trẻ đầy nội lực, sở hữu hàng loạt giải thưởng ở nhiều thể loại, từ thơ, truyện ngắn đến kịch bản văn học, tản văn, báo chí. Sinh năm 1995 tại Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An. Năm 2017, Thượng úy Phan Đức Lộc tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và được phân công về nhận nhiệm vụ tại Công an thị trấn Tuần Giáo. Với nhiệm vụ thực hiện công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an thị trấn, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát khu vực. Thời gian qua, Thượng úy Phan Đức Lộc luôn sâu sát địa bàn, thường xuyên đi cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để hiểu và có biện pháp phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu, tín nhiệm. Thì chúng tôi cũng rất phấn khởi là đồng chí Lộc là một trong những đồng chí là rất nhiệt tình với công việc của mình. Hai là đến với dân thì đến với bà con thì rất là tình cảm, thường xuyên lui tới không kể ngày kể đêm. Có công việc gì như vậy là nếu mà cần thiết hỏi hoặc cần thiết phản ánh thì như vậy là chúng tôi lãnh đạo một khối mà ý kiến lên thì các đồng chí cũng kịp thời có mặt ngay. Thì chúng tôi mong rằng như vậy là thôi thì đứng về phía cơ quan này nói chung cũng như về cá nhân thì chỗ đồng chí Lộc ấy thì cũng luôn luôn là phát huy với hoàn thành cái nhiệm vụ của mình thì để bà con chúng tôi cũng để yên tâm như vậy là trong quá trình sản xuất cũng như là trong cái cuộc sống. Trong quá trình công tác, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn mình phụ trách, Thượng úy Phan Đức Lộc vận dụng sáng tạo quan điểm dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực bám dân, bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn. Ngoài ra, anh còn chủ động nắm tâm tư, tình cảm và giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự. Từ đó, nhân dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị trong công tác phòng chống tội phạm. Ngoài ra, anh còn thực hiện tốt đề án 06 của Chính phủ, các chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Bác Hồ của chúng ta có rất là nhiều những cái đức tính tốt mà chúng ta cần học tập và làm theo. Bản thân tôi thì học được ở bác đức tính giản dị, khiêm tốn, rồi hòa đồng, thân thiện. Và với những cái đức tính đó tôi đã cố gắng áp dụng trong cái quá trình công tác, luôn gắn bó với đồng chí đồng đội, sống chan hòa thân thiện với bà con nhân dân. Và cái điều đó giúp cho tôi rất là nhiều trong cái công tác nắm hộ, nắm người, nắm tình hình ở địa bàn. Trong thời gian sắp tới thì tôi sẽ vẫn cố gắng học tập những đức tính tốt của bác để phục vụ cho cái công tác của mình. Bên cạnh đó thì luôn phấn đấu trở thành một cái người công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên. Nói đến nghề nghiệp, tưởng chừng là công việc khô khan. Nhưng không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Thượng úy Phan Đức Lộc còn được biết đến là một nhà văn trẻ tài năng, đầy nội lực, sở hữu hàng loạt giải thưởng ở nhiều thể loại, từ thơ, truyện ngắn đến kịch bản văn học, tản văn, báo chí, v.v. Những năm còn là học sinh ở bậc trung học phổ thông, Lộc liên tục đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn của tỉnh Nghệ An, quê hương của Lộc. Bên cạnh đó, Lộc có những sáng tác đầu tay đăng tải trên những tờ báo uy tín dành cho tuổi học trò như Áo Trắng, Văn Học và Tuổi Trẻ. Tình yêu văn chương cứ thế lớn dần lên khi chàng trai này là sinh viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân, cũng như cho đến lúc ra trường công tác tại Công an huyện Tuần Giáo. Khi mới 26 tuổi, Lộc vinh dự trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và được gọi là Nhà văn Công an. Chàng trai quê ở Nghệ An này cũng là đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020, đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 năm 2022. Đến nay, Thượng úy Phan Đức Lộc đã có 9 đầu sách in riêng, 1 tiểu thuyết, 1 truyện dài, 4 tập truyện ngắn, 3 tập tản văn, hơn 400 tác phẩm thơ, truyện ngắn, tản văn, lý luận phê bình văn học, bài báo đăng tải trên các báo và tạp chí, Nhân dân hàng tháng, Nhà văn và tác phẩm văn nghệ,
văn nghệ công an, văn nghệ quân đội nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tiền Phong, Tuổi Trẻ. Đặc biệt có hai tác phẩm được chọn in vào sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, đó là tác phẩm Kết nối tri thức với cuộc sống và tác phẩm Chân trời sáng tạo. Đối với tôi thì công an là nghề, văn chương là nghiệp. Nghề với nghiệp thì nó luôn song hành với nhau. Tuy nhiên tôi vẫn nhận thức được một điều rằng đó là cái công việc vẫn luôn luôn là quan trọng nhất. Tôi luôn luôn đặt cái công việc, cái nhiệm vụ công an lên trên cái đam mê viết lách của mình. Với viết lách thì tôi chỉ thực hiện trong cái thời gian rảnh thôi. Còn đối với công tác công an thì tôi sẽ dành hết cái tâm huyết, cái sự nỗ lực cống hiến của mình. Chỉ khi có thời gian dư dôi ra thì tôi mới dành cho cái việc viết lách thôi. Và tôi sẽ luôn luôn cố gắng để hoàn thành được thật nhiều những cái nhiệm vụ cũng như là cái niềm yêu thích của mình để làm giàu thêm cho cái đời sống tâm hồn của mình. Bên cạnh đó thì vẫn thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà mình được giao. Không chỉ nổi tiếng trên văn đàn vì những truyện ngắn ghi dấu ấn mạnh trong làng văn, Lộc còn khiến nhiều người biết đến khi sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá qua các cuộc thi định danh về văn chương, cả truyện ngắn, lẫn thơ hay biên kịch. Hơn 25 giải thưởng từ trung ương đến địa phương, trong đó 4 giải nhất, 6 giải nhì, 15 giải ba và khuyến khích. Tháng 9 năm 2023, đồng chí vinh dự được Ban tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Với chủng chuyển Bảng Cò Mong, Vượt qua cơn lũ, Mùa hoa Pa Bát, phản ánh sinh động hình tượng người chiến sĩ cảnh sát nhân dân thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Có quá trình công tác với đồng chí Lộc, trong công việc đồng chí cũng là một con người rất là sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, luôn luôn có trách nhiệm với các nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó. Trong công việc thì đồng chí Lộc cũng luôn luôn là cố gắng giúp đỡ các đồng chí, đồng đội cùng hoàn thành cái công việc, nhiệm vụ được giao. Mà ngoài ra thì đồng chí cũng là một nhà văn, cây bút, cũng có nhiều tác phẩm viết về người chiến sĩ công an nhân dân, cũng đạt được nhiều giải thưởng. Với những nỗ lực của mình trong thực hiện nhiệm vụ công tác công an và hoạt động sáng tác, nhiều năm liền Thượng úy Phan Đức Lộc đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, đã được Bộ Công an tặng một bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tặng hai giấy khen. Trong truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.